Giữ lấy chân ra. Sáu, giữ lấy chân ra. Mày cười gì? Bây giờ mày phải hối lỗi đi. Đi đâu? Đi thỉnh kinh. Hay về lấy bộ Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh chắc. Ai ơi, em uống nước với. Đi thỉnh kinh thôi. Ai vỡ lên em uống nước với. Đâu đây? Vâng. Đi lại đây nè. Chiếc tiêu giả vờ này nè. Đâu? Ôi, chỗ này cảnh đẹp thế. Ôi, anh kiếm được chỗ này view đẹp thế anh, xịn đấy. Có phải cứt chết người anh này. Con nào vô chết gì ở đây vậy? Con chó à? Con chó hay con vịt? Con người. Chán à? Dạ. Em đã xin lỗi mọi người chưa? Em xin lỗi rồi. Dạ nhá, anh Năm sợ quá bỏ trốn rồi đấy. Ừ nhè, không thấy Năm đâu. Tại mà người nào anh ấy sợ quá nên anh mới phải đi. Năm chưa xin lỗi. Thì đấy là tại anh Năm thôi. Hội này không thể được chìm được. Tại mọi người ngất quá nên em mới. Ê, em đứng sát sát rồi đây. Đứng đứng lui lui ra. Đấy. Em mọc sừng rồi. Ôi dì dì. Ở đây có ê, chỗ này view cầu đẹp thế. Nhè, yeah. Trời đẹp kinh. Trời hoa cơn mưa. Làng rơi bên thềm nơi đâu trong lòng. Ê, chứ mấy con nào mình nhé. Hay là mình tổ chức concert ở đây đi. Đúng. Con sếp Blackpink em nghe giọng hát đi. Ừ. Em biết tiếng nhưng mà nghe giọng hát và vũ đạo. Ơ à, đi đâu mà hát đi. Em ngắm xem có quả na tây là chín không. Ừ, nó cũng có. Cái này chín cũng mặt được. Ăn cũng có ngon đâu. Nếu lại nó chín nó ngon thì mình úp mặt được nó đâu. Ở chỗ này chỉ chân hướng nhất thì. Thì ra không vớt được đâu. Không vớt được đâu. Em ơi, chỗ này nó có rất nhiều thế. Bây giờ nhé, hai em tổ chức một cuộc thi hát, anh 4 và anh 6 hát và em sẽ làm giám khảo. Diệt 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 con diệt diệt. Ok. Ok em ơi. Chấp luôn. Ok. Ok. Ê. Cái nhà nào? Em không biết đâu. Nhà. Ê, nhưng mà view ở đây đẹp thế. Nhà. Wow, mọi người cho mọi người ngắm cảnh view chỗ mình này. Khá là chill luôn. Ở kia nữa kìa, view ở đây. Perfect luôn nha, một làng vòng quê. Làng quê khá là yên bình chứ không phải bình yên. Cái gì đây? Yeah. Em lại rồi. Em khoe mọi người cảnh view đẹp ở chỗ mình. Ê, cái nhà kia phải nhà mình hay vào. Có phải không á? Em không biết. Ừ, được. Đúng rồi. Giống nhỉ? Giống. Không phải đâu, nhà nhà mới. Nhà mới à? Nhà đấy mình chưa khám phá sao? Oh my god. Sao mình đi đâu đây? Mình đi thỉnh kinh. Mình thỉnh kinh đấy. Đúng rồi, hôm nay thì muốn gì? Thế thì mình đứng đây đi. Mình đứng đây mình nói chuyện, mình bóc phốt các anh lớn đi. Sao mà đường nước em ơi, mình ngồi đây, mình bóc phốt các anh lớn đi. Đúng. Đi. Yes không? Yes, 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 yes. Bây giờ mình sẽ bóc phốt từng người một, từng người một. Yes. Đầu mình tiên. Lựa chỗ râm mát ngồi. Chỗ nào râm mát nhỉ? Trên cây ở bụi thôi. Đi không? Bây giờ mình ngồi đây đi. Bốc phốt. Ngồi đây cho nó còn đi chắc. Này. Mình ngồi giữa đường đi, có xe đi qua thì lại gọn vào sau. Có thể bảo ngồi giữa đường đi, đi vào đêm gì? Chỗ này đẹp hơn. Sao lại ngất xỉu? Ngồi gọn vào đây. Ngồi xuống, anh Sáu ngồi xuống. Ngồi xuống. Mình sẽ bốc phốt từng người một. Đầu tiên, quay mặt ra đây. Ngồi khoanh tay khoanh chân vào. Khoanh tay chân nữa. Phải ngồi khoanh vào. Rồi. Ok. Anh bốn khoanh nốt vào. Khoanh chân nữa. Nhanh lên. Chưa khoanh. Vào. Đồng thanh nào. 1, 2, 3. Xin lỗi. Hả? 1, 2, 3. Xin lỗi. Hả? Xin lỗi đi. Xin lỗi. Xin lỗi trước khi bốc phốt à. Không. Xin lỗi cái gia đình đấy đó. Chúng xin lỗi thật nhiều. Ok được rồi. Chicken. I am sorry rồi nhá. Bây giờ, bây giờ mình bốc phốt từng người một. Đầu tiên anh bốn. Bốn. Anh bốn pha kè. Ok. Anh bốn pha kè có những điểm yếu nào? Nào. Jesus. Yeah. Ngu như một con bò. Một. Yes. Là ngu như bò. Yes. Hai. Cái gì? Hai. Cặp tính như một con bò to. Cục tính như con bò húc. Đúng rồi. Ba. À hình như anh nó không nói xấu. Đúng rồi. Thảo nào. Rồi à. Rồi. Hóa ra là sợ anh chửi. Ba. Là cái gì nữa nhỉ? Khó ở.
4. 4 khó. Xấu dài. Ừ. 5. Ờ, có nấu cơm không? Lười không nấu cơm, đùn chết rồi. Alpha nấu cơm. Tinh ăn mù làm. Cái này Alpha ở nhà Alpha. Không phải nấu đâu nhé. Bởi vì em có liên quan đâu. Tinh ăn mù làm. 6. Làm sao nữa? Bắt nạt trẻ con. Em có bắt nạt đâu. Hả? Tao người ta bảo. Người ta bảo 6 mà. Nào. 7. 6 nhá. Bây giờ à, ý là cái gì cơ chị? Tờ 6 của anh 4. À vẫn là em tưởng là sai 6 sao rồi. Chưa chưa. 7 là 7 là gì nhé? Thối chân. Ừ. Đúng không? Đó là hồi nách. À, hồi nách nữa sao? Đến hơn 1. 10, yếu không chú đi. À, à, em ở nhà em bút những cái gì mà anh bắt em phải làm đi. Ừ. Anh à. Anh bốn bắt em ở nhà làm những việc gì? Hết. Hết. Sao? Anh bốn nói bốn mini mà. Anh bốn mini cảm thấy anh bốn lớn như thế nào? Hãy nêu cảm xúc của anh về anh bốn lớn. Bốc phét. Bốc phét nè. Chính xác. Ờ... Dễ hở. Bây giờ, chuyên mục anh bốn đã hết. Bây giờ chúng ta chuyển sang anh năm. Bấn á? Đúng rồi. Chính xác. Anh Năm chơi dơ lắm. Anh Năm nhầy. Lầy, nhầy, bấn. Thối. Bảy, thối. Hóa bụng bia ra rồi. Bụng lợn. Bụng lợn. Đúng rồi. Làm sao nữa? Hay trêu người. À, bố nào con đấy. Đúng rồi, con Lucy cũng như vậy. Cũng vậy. Chính xác. Làm sao nữa nhỉ? À... Hay cười người. Hay cười trên nỗi đau của người khác. Lúc nào cũng rất là nhai nhiều, nhai đi nhai lại chuyện của người ta. Đúng. Chính ra là anh nó không phải bò nhưng mà cũng nhai đi nhai lại đúng rồi. Chính xác. À, mấy này đến thì... hết chưa? Chưa. Còn nữa không? Không hết chưa? Tổng kết lại là anh Năm có những tật xấu nào? Xấu tính. Xấu tính. Nhai xấu nết người ta. Ở bờn, bụng bia. À... Giống con. Giống con. Lấm tiền mà không cho mình ăn quà bớt. Chính xác. Kẹt xí. Đúng rồi. Còn một cái nữa. Hay rủ rê chú Mỹ đi uống bia. Chính xác. Oh my god. Đúng rồi. Hay rủ mọi người đi uống bia. Nó nên là chữ lương. Yes 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 yes. Đến lượt anh 6. 6 á? Ừ. Ham ngủ. Lười làm. Đúng rồi. Được mạnh miệng nhưng mà khờ không làm được. Ống à, ống eo. Đúng rồi, dẻo queo. À, mấy lại ngồi đây nắng vậy? Nó bảo mà. Tôi chữa ra. Sao đó nhỉ? Sáu công chúa lắm. Sáu dẻo quẹo thôi. Khá nhiều tật xấu đấy. Ôi nhưng ôi, mà hiện tại chưa nhớ ra thôi. Ôi nắng quá. Ê đây ngồi góc này này. Không, lại cứ cây cao hơn chị đây. Để lại di chuyển ra. Xong một tí về mệt lắm đấy. Ôi trên bờ lên này thật là bơ phải cảm giác thật là dô mốt. Chúng mình đang đi đến một nơi có gió. Em biết nó rồi. Cái lối kia là lối mà mình đi xuống kìa. Chính xác. Ôi yên tâm nè. Cái này thế thì mình đi một vòng. Bắp phân đốt sáu. Sáu ngủ nhiều. Chơi game nhiều. Ăn lắm. Ống eo, ăn lắm. Cười to. Vô duyên. Ế. Thích anh bốn nhưng anh bốn không thích lại. Này. Yêu đơn phương anh bốn. Đơn phương à? Ừ. Thế được tính ghét rất ghét. Em cũng ghét à? Em ghét em à? Hả? Em không ghét sao? Em cũng ghét sao? Thế sao? Thế em thích ai? Thế à? Ok. Đến 7. Công chúa. Dạ. Kẹt xí. Xin tiền ăn quà không cho. Không cho mình sẽ ăn quà. Thối chân. Phép thôi. Nói là sẽ mua, làm xong cái này sẽ mua quà nhưng không có. Đúng. Lại còn lương người. Thối chân. Yes. Hôi nách. Thối mồm. Nhiều lông. Nhiều lông. Chính là khỉ.
Anh Bảy chính là một con khỉ. Cái thứ ai nữa? Hết chưa? Chú Mi. Chú Mi. Béo. Béo bụng bia. Chú Mi mỗi lần mà bọn mình làm cái chú gì đi. Bón. Đúng, bệnh rất bệnh. Hai cầm cút. Chú Mi cầm cút. Quá kinh tởm. Chơi một bốn phút đến đây là hết thôi, kết thúc. Kết thúc rồi à? Hết rồi. Còn gì đâu bốn phút? Hay là bốn phút chat ra? Chat ra. Hói đầu. Hôi nách. Mồm to à? Cười nhiều. Ăn lắm. Thối chân. Đâu có, em mất cái đấy để hồi nào anh bốn này. Đâu sao ấy nữa. Hai ăn cắp à?